Tập 26. Đi. Xử hết đi. Lui. Em không sao chứ? Xảo Mẫn à, sao em lại ở đây? Em nè, em là mợ bảy của ông chủ Lục hả? Mợ bảy của ông chủ Lục ở đây. Ra vậy. Anh tránh đi một chút, em thay đồ. Lát nữa qua đó. Xảo Mẫn à, em hãy nghe anh giải thích đi. Xảo Mẫn à. Xảo Mẫn. Thật ra, sau khi em bỏ đi, trong lòng anh khó chịu vô cùng. Bây giờ không dễ gì mới gặp được em. Em cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Em không tới để nghe giải thích. Đây là lá thư gửi cho anh. Sau khi em bỏ đi, nhận được lá thư này. Trên thư nói, anh muốn đi trộm Ngọc tỷ, muốn em giúp đỡ anh. Em không muốn lo chuyện bao đồng của anh. Nhưng mà trên thư còn nói, muốn em phải giao lá thư đến tận tay anh. Nếu không anh sẽ gặp họa diệt thân. Em nghĩ giữa hai chúng ta cũng không có thù oán sâu nặng như vậy. Nếu như vì chuyện này mà anh đi đời thật, em không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Cho nên đã đến tìm anh. Lá thư này, sao không biết ai gửi vậy? Làm sao em biết? Em đã giao thư cho anh rồi. Em đi đây, đợi đã. Ít ra em cùng anh xem xong lá thư này, để hai chúng ta cùng biết được là do ai viết thư đã. Hà lão đệ, trước đây cậu hỏi tôi một câu hỏi, làm sao đối phó Xảo Mẫn? Chẳng lẽ là thư chủ? Bây giờ tôi cho cậu biết đáp án, chỉ có 4 chữ thôi. Lừa cô ta về. Anh là đồ lừa gạt. Anh gạt em, không phải đâu, anh. Anh, đây là do Lý Nhanh Miệng, cư chủ ký hóa cư, viết bậy đó. Anh vốn không có ý định đó đâu. Anh thật sự không có ý định lừa em về. Làm sao anh có thể lừa em chứ? Nếu anh lừa em về, chi bằng em đừng có về. Không phải mà. Xem ra em không nên đến tìm anh. Được rồi, thôi đi, xem như em chưa tới. Không, đừng mà, anh không phải có ý đó đâu. Em biết là anh sẽ không nghĩ như vậy mà. Trời ơi, mọi người đều cần có em mà. Mọi người đều cần có em. Chẳng phải anh còn một cô Lâm Sương sao? Cô ta vừa thông minh, lại xinh đẹp, vừa biết văn, vừa biết võ. Quan trọng nhất là cô ta không tham lam. Sao em còn nhớ hoài cái chuyện này vậy? Lâm Sương đã bỏ đi từ lâu rồi. Thì ra cô ta bỏ đi rồi. Anh mới kêu em về hả? Xem em như dự bị sao? Em không thèm đâu. Không, không phải. Em hãy nghe anh giải thích đã. Mọi người đều rất nhớ em. Em nhìn Thiếu Hân kìa, em ấy nhớ em tới phát ốm luôn. Còn Mạnh Hùng nữa, đồ ăn anh ta làm cũng không còn ngon nữa. Thê thảm nhất là Hồng Linh, anh ta té từ trên cầu thang xuống, xương sườn cũng gãy hết 3 cái. Em hãy tốt bụng một chút, đi thăm bọn họ đi mà.
Buông tay ra, không buông, buông ra, không buông, buông tay ra, anh không buông em làm sao đi thăm họ. Em chịu theo anh về rồi hả? Ai nói em sẽ ở lại? Em chỉ muốn đi thăm bạn cũ thôi. Đi thôi. Này chờ anh với. Em nói anh nghe nha, bọn người áo đen đó đột nhiên từ trong rừng rậm bay ra, vừa tới là xông vào giành Ngọc tỷ. Em và anh Mạnh Hùng đánh không lại luôn. Vậy Hà Tiếu đâu? Chúng em định là tưởng anh Hà Tiếu chỉ làm khách thôi. Ai ngờ tới bây giờ anh ấy vẫn chưa về. Không lẽ cậu ta còn ở trong ngôi nhà đó chờ chúng ta tới gặp sao? Không đâu, Hà Tiếu sẽ không ngốc như vậy. Nhưng mà sau vụ báo động lớn như vậy, ông chủ Lục chắc chắn sẽ biết là trộm Ngọc tỷ. Đến giờ Hà Tiếu vẫn còn chưa về, e là gặp phải chuyện gì đó. Chẳng lẽ là anh Hà Tiếu đã bị ông chủ Lục bắt trói rồi? Tôi đi cứu cậu ta. Trời ơi, không cần lo lắng. Tôi chỉ về trễ một tiếng thôi mà. Nhìn bộ dạng lo lắng của mọi người kìa, xem ra địa vị của tôi trong nhóm vẫn là quan trọng. Tránh ra đi. Chị Xảo Mẫn, cuối cùng chị cũng trở về rồi. Em nhớ chị chết đi được à? Chẳng phải em ốm rồi sao? Ăn không được ngon hả? Nhưng chị nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em, toàn là thịt không. Em mập ra đó, đều tại anh Mạnh Hùng hết. Ngày nào cũng làm nhiều món ngon. Xảo Mẫn về là tốt rồi. Gần đây tôi biết nhiều món ăn mới, sau này làm cho cô ăn được không? Không phải đâu. Ý của anh là Hồng Linh. Nghe nói gần đây anh gãy ba cái xương sườn hả? Không phải, ý của anh là nếp nhăn chỗ này của anh ta mọc thêm ba sợi đó. Ai mọc nếp nhăn chứ? Sao cậu thô lỗ quá vậy hả? Tôi cho cậu hay, sáng sớm hôm nay tôi còn cùng Mạnh Hùng luyện võ nữa đó. Anh về trễ như vậy là đi hẹn hò với chị Xảo Mẫn hả? Ai hẹn hò với anh ta chứ? Nếu không phải chị xuất hiện kịp thời, chắc anh ta đã bị đánh ngõm từ lâu rồi hả? Cậu lại gây chuyện nữa hả? Đâu có đâu. Tôi và ông chủ Lục đó đang trò chuyện, vừa nói được vài câu, đột nhiên ông ta ngã quỵ xuống, đi đời luôn. Đi đời rồi. Đúng vậy. Tôi nghi ngờ có người đã bỏ độc vào ly trà của hắn. Cũng may tôi không có uống, nếu không người ngõm chắc chắn là tôi. Sao lại là bỏ độc nữa vậy? Xem ra bọn họ cũng nhắm vào Ngọc tỷ. Có thể là người áo đen đã giao đấu với Kiếu Hân và Mạnh Hùng. Người áo đen. Đúng vậy, bọn họ cũng tới giật Ngọc tỷ à? Đúng vậy. Vậy Ngọc tỷ đâu? Hai người lấy được chưa? Đáng ra chúng tôi lấy được rồi, nhưng mà sao vậy? Rất bể rồi. Rất bể rồi. Nhưng không thể trách Kiếu Hân. Khi cô ấy lấy được Ngọc tỷ, đột nhiên có đám người áo đen rượt lên. Chúng tôi trốn không khỏi, nên giao đấu với bọn họ. Kết quả là đã bị Kiếu Hân bất cẩn làm rớt Ngọc tỷ xuống đất đó. Được rồi, vậy anh có nhìn ra tướng mạo của bọn họ không? Không, bọn họ ai cũng bịt mặt hết. Nhưng mà tôi cảm thấy chiêu thức của họ rất kỳ lạ, không giống võ công Trung Quốc. Hơn nữa, động tác của họ nhanh vô cùng, không phát ra tiếng động nào. Phải rồi, họ dùng phi tiêu nữa. Phi tiêu. Chính là cái này. Đây không phải là vũ khí tầm thường, mà là vũ khí chuyên dụng của ninja. Ninja Nhật Bản à? Quả nhiên người Nhật Bản đã đuổi theo. Nhưng mà nói gì thì nói, Ngọc tỷ này đã vỡ tan tành rồi. Chuyện này đúng là kỳ lạ thiệt mà. Thật ra bây giờ em suy nghĩ lại, lúc đó em cầm Ngọc tỷ đó lên, cảm thấy nhẹ vô cùng. Cảm giác như hàng lề đường vậy. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thấy rõ ràng là thật mà. Có khi nào bị tráo đổi không? Cái gì? Chuyện này suy nghĩ lại cũng kỳ lạ thiệt. Ngọc tỷ truyền quốc quan trọng như vậy, sao có thể tùy tiện xuất hiện ngay trong nhà của một thương nhân? Nếu như chúng ta thật sự trộm được, vậy mới đúng là kỳ lạ. Đủ rồi các vị, tôi đã giao thư cho anh rồi, tôi về trước nha. Sao thế, Xảo Mẫn à? Em đi thật sao? Tất nhiên rồi. Xảo Mẫn, cô không thể đi. Cô đi rồi, chúng tôi không có quân sư. Không sao cả, Hà Tiếu mới là cơ quan đầu não. Xảo Mẫn à, hay là cô đừng bỏ đi. Cô vừa bỏ đi thôi, ngày nào Hà Tiếu cũng ủ rũ mặt mày, sắp lây truyền cho tôi rồi đó. Đúng rồi đó. Thật sao? Chị Xảo Mẫn, chị xem giờ cũng đã khuya lắm rồi, chị về cũng đâu có an toàn đâu đúng không? Tối nay ở lại đi, ở phòng của em đi. Em có rất nhiều tâm sự muốn kể cho chị nghe đó.
Trời ơi, đi mà. Đi thôi. Sao còn đứng ngơ ra nữa? Chúng tôi chỉ giúp cậu được bấy nhiêu thôi. Những chuyện còn lại phải dựa vào bản thân cậu đó. Chị xảo mẫn, lần này chị đến đây chẳng lẽ chỉ đến đưa thư sao? Là thật thì đã sao? Bây giờ Hà Tiếu đối với chị lúc nóng lúc lạnh, em cũng nhìn thấy mà. Chị ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Chị xảo mẫn, trước đây chị thật sự đã hiểu lầm anh Hà Tiếu rồi đó. Anh ấy đối xử với chị như vậy. Trời ơi, đều là tại em hết. Tại sao vậy? Em cứ hay nói đùa với anh ấy. Anh ấy là người trợ cấp cho chị, cũng gần như là nửa người cha rồi. Ai ngờ là anh Hà Tiếu lại xem thật là như vậy. Anh ấy sợ hai người đến với nhau, làm trái đạo đức luân lý đó. Chỉ vì chuyện này à? Đúng là như vậy đó. Đúng là đồ ngốc. Đúng là đồ ngốc. Xảo mẫn, em ngủ chưa vậy? Đồ ngốc, gõ cửa kìa, em đi mở nha. Được. Đến rồi hả? Mau mau vào đây đi. Cứ tự nhiên nha, trò chuyện đi ha. Em còn đang giận anh hả? Em làm sao mà dám giận anh chứ? Chẳng qua là người nào đó là nửa người cha của em. Nếu sau này ra vào chung với nhau, chẳng phải sẽ hủy hoại luân lý đạo đức sao? Xíu hơn, từ từ trò chuyện đi, em đóng cửa cho. Sao Thiếu Hân lại kể cho em nghe chuyện này vậy? Cái con nhóc đó nói bậy thôi. Anh chưa từng nghĩ là muốn làm cha nuôi của em. Đều do con nhóc Thiếu Hân đó nói bậy hết. Anh nhất thời hồ đồ, nên anh nên thế nào? Nên mới hồ đồ. Món đồ này tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là một chú thỏ con. Anh nghĩ em nhất định sẽ thích nó. Xem ra trong mắt anh, em vẫn là một người ham tiền. Nếu như anh đã nói nó không đáng giá, vậy thì em không nhận. Có phải em thấy anh chưa đủ thành ý hay không? Nhưng mà không sao. Chỉ cần em không giận, sau đó nghe anh nói là tốt rồi. Anh còn cố tình viết lá thư hối lỗi nữa. Thư hối lỗi, kể từ sau lần trước em bỏ đi, anh luôn hối hận dây dứt. Không sai, anh thừa nhận em không thể văn võ song toàn như là Lâm Sương. Nhưng những thứ đó không quan trọng. Anh biết em rất hiền lành, rất nhu nhược. Anh đồng ý luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em. Trong lòng anh thích con người chân thật của em, người không hoàn thiện như em. Bất kể em không biết võ, em lúc vui lúc giận, nấu cơm không ngon, em ham tiền hơn cả mạng sống. Em, anh có ý gì đây? Đây là thư hối lỗi sao? Trên đó viết rõ ràng toàn là khuyết điểm của em. Trong lòng anh, em thật sự vô dụng đến vậy à? Không phải đâu, anh muốn nói là anh thích những khuyết điểm nhỏ nhoi của em. Từ khi nào mà anh nói chuyện dẻo miệng đến vậy? Không phải em thích bộ dạng này của anh sao? Đeo dùng em đi. Anh nhớ lúc đó, lúc em để lại cây lược, em có biết không? Lúc đó anh giận lắm đó. Trong lòng anh nghĩ,
Đây là món đồ quan trọng anh tặng Xảo Mẫn. Sao cô ta có thể nói bỏ lại thì bỏ lại, nói không cần thì không cần chứ? Ai nói em không cần? Mau đưa cây lược cho em. Cái đó là người tài trợ tặng cho em đó. Người tài trợ đó không phải là anh sao? Đúng rồi, đưa cho em. Đây là cha nuôi của em tặng đó. Được thôi, em muốn nói sao cũng được. Vậy em không bỏ đi nữa chứ? Đã lên tàu hải tặc rồi, làm sao bỏ đi được nữa? Đây, cải tươi xanh đây. Ông chủ, mua đồ chơi đi. Không mua, không mua đâu. Lại đây xem đi. Xem thử đi nào. Mại vô, mại vô. Đây, lồng đèn đây. Này, đợi đã. Không ngờ anh lại có giả hứng tới những nơi như vậy. Thật sự nhìn không ra. Cậu theo dõi tôi sao hả? Tôi thấy anh mới sáng sớm đã lén la lén lút. Tôi chỉ muốn xem anh rốt cuộc muốn đi đâu thôi. Ai lén la lén lút chứ? Tôi tới đây có công chuyện. Tôi biết mà khỏi nói. Công chuyện đó chỉ có trời biết đất biết. Anh biết, tôi biết. Tôi đảm bảo không kể cho ai nghe. Bên này nè, bên đó kìa. Mau lên. Xem ra bây giờ cậu không giữ được bí mật rồi. Hai anh tới những nơi này nhất định là tìm kỹ nữ rồi. Em đừng có nói bậy. Bọn anh tới đây có công chuyện. Có công chuyện hả? Có công chuyện phải tới những nơi này sao? Được thôi, em vào trong cùng hai anh. Đây, đợi chút. Em là đại gia khuê cát. Em xông vào đó như vậy, em có biết đây là đâu hay không? Nếu để người khác biết được thì ai dám cưới em? Hay là em hỏi Mạnh Hùng đi. Mạnh Hùng, nếu như cô ấy đi vào trong, anh có dám cưới không hả? Anh dám nói hay không? Tôi, anh có cưới em hay không hả? Có. Được rồi, thôi đi, anh cưới em ấy. Anh dám chọc em hả? Thôi đi Thiếu Hân, đừng giỡn nữa. Mau về nhà đi, bọn anh có công chuyện thật mà. Cậu này, tôi đâu có nói đi chung với cậu đâu. Đi thôi, Mạnh Hùng. Nè, anh Mạnh Hùng không thể vào trong đó. Tại sao hả? Anh Mạnh Hùng không thể vào là không thể vào thôi. Em cứ yên tâm. Anh dắt anh ấy vào trong, cho anh ấy mở mang kiến thức. Mạnh Hùng à, được rồi. Thiếu Hân yên tâm đi. Người ta vào trong có công chuyện mà. Lát nữa sẽ ra ngay, không có gì nguy hiểm đâu. Anh Mạnh Hùng, nếu như anh dám vào trong đó, em, anh tự nghĩ lấy đi. Thôi, tôi không đi đâu. Có người quan tâm đúng là có khác ha. Cái gì quan tâm không quan tâm chứ? Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Con nhóc Thiếu Hân này đúng là cứng đầu cứng cổ. Quan tâm thì nói quan tâm. Chúng ta đi thôi. Đi thông thả, lần sau ghé nữa nha. Nè, đợi tôi với. Nè, sao không đợi tôi? Nè, anh xem, ăn uống có ngon miệng không? Xinh đẹp quá à. Ăn ngon miệng nha. Được, cảm ơn. Nè, mời. Tự nhiên nha. Dạ, phải rồi đó. Lâu rồi mới ghé thăm người ta. Mới hôm qua gặp mà.
Nè anh, cô ta cứ nhìn anh suốt kìa. Cô ta còn gọi anh nữa kìa. Lan Ngọc cô nương là người nổi tiếng nhất tại đây, thông thường cũng chỉ là đàn tì bà hát khúc thôi, nhưng chưa bao giờ để ý đến khách. Bạn của cậu lợi hại thật, tôi cũng không ngờ cậu ta có sức hút như vậy. Em biết trước anh sẽ tới đây. Đừng như vậy có được không? Cười chút đi, đừng để người khác nghi ngờ. Thường ngày lúc nào anh ta mặt cũng nghiêm, nào ngờ tới chỗ này cũng không mắc cỡ. Các vị đại gia, Lan Ngọc chào cảm ơn mọi người. Mời các vị đại gia bữa khác ghé lại. Anh đi theo tôi nào. Cậu cũng đi chung đi. Tôi. Cuối cùng các anh cũng tới, chúng tôi sao? Cuối cùng. Thì ra tôi biết rồi, cô ta là tình cũ của anh phải không? Cậu đừng nói bậy nha. Vậy à, không nói vòng vo với em nữa. Liên quan tới Ngọc tỷ truyền ngôi, em biết được những gì? Sao vậy? Anh chưa lấy cấp được sao? Hôm qua, chúng tôi tới nhà ông chủ Lục lấy Ngọc tỷ. Phát hiện ông chủ Lục chết rồi. Trên đường về chúng tôi gặp bọn cướp. Ngọc tỷ bị vỡ rồi. Này đợi chút, đợi chút. Sao anh nói ra hết vậy hả? Tôi không biết các anh làm vỡ Ngọc tỷ, chuyện là như thế nào. Nhưng theo tôi biết, Ngọc tỷ đang trong tay Ban Bạch Hổ. Ban Bạch Hổ? Đúng, Ban Bạch Hổ. Ban chủ cũ của Ban Bạch Hổ mất rồi. Hiện giờ mấy đương chủ thuộc hạ của ông ta, người nào cũng dòm ngó ngôi vị lão đại. Theo như tin tức của em, một trong những đương chủ đã lớn tiếng tuyên bố đang nắm trên tay Ngọc tỷ. Ông ta chỉ vì khiến mọi người nể phục, ngày mai ông ta sẽ trưng bày miếng Ngọc tỷ đó tại hội chợ phía Nam. Sao lại vỡ một miếng? Giờ lại có miếng khác vậy? Cái này thì em không rõ lắm. Nhưng các anh phải thận trọng hơn. Miếng Ngọc tỷ truyền ngôi dạo này rất được chú ý. Không chỉ các anh và người Nhật muốn có, ngay cả quân Việt cũng muốn nhúng tay vào. Rốt cuộc cô là ai? Sao nói cho chúng tôi biết những điều này? Bởi vì tôi với anh ta có thân phận đặc biệt. Khải Tuyền. Khải Tuyền. Cô không phải tên Lan Ngọc sao? Hai người thật ra có quan hệ gì? Anh ta không nói cho cậu biết sao? Anh ta là chồng chưa cưới của tôi. Cái gì? Anh không những có vợ chưa cưới, mà cô ta lại là hoa khôi. Anh giấu kỹ quá. Tôi với cô ta đã là quá khứ rồi. Quá khứ thật đó. Hôm nay tôi tới tìm cô ta, chủ yếu là vì, nhưng mà ở bên trong, nếu như cậu thích tôi nhường cậu đó. Trời ơi, tôi không tự làm chủ được. Nếu không thì tôi đã. Cậu. Không ngờ anh lại đi đến kỹ viện. Anh không biết mắc cỡ à? Anh có làm gì đâu. Thiếu Hơn, nói cho anh ta nghe đi. Thật ra chỉ có hai anh đi thôi. Mạnh Hùng không có đi. Em. Hà Thiếu Anh quá đáng lắm rồi. Hôm qua anh nói với em những gì? Có phải anh đã nói là luôn ở bên em, chăm sóc cho em không? Kết cục, trời chưa sáng mà các anh đã đi thông dong như vậy. Anh là đồ lừa đảo. Em không muốn thấy mặt anh nữa. Em sao vậy? Có gì từ từ nói nghe anh giải thích đã mà. Vậy anh nói đi, hôm qua anh có đi không? Anh đúng là có đi. Anh có đi thì còn gì để nói nữa. Em nghe anh giải thích đã. Anh đúng là đã cùng với Phạm Hồng Linh tới chỗ lung linh sắc màu đó. Nhưng mà bọn anh tới đó là có công chuyện mà. Tới những chỗ như vậy mà có công chuyện sao? Đúng đó. Anh nói gì đi. Đúng đó. Chúng tôi có công chuyện. Nhưng Hà Tiếu cứ đòi đi mở mang kiến thức. Nè thấy chưa? Tên tiểu nhân Phạm Hồng Linh. Trời ơi anh dám.
thấy bản thân anh không đúng mực, anh còn dám đổ lỗi cho người khác sai. Không phải đâu mà, bọn anh tới đó là để tìm vợ chưa cưới của Hồng Linh đó. Anh tưởng em ngốc sao? Tới đó tìm vợ chưa cưới à? Hồng Linh tới kỷ viện tìm vợ chưa cưới sao? Thì đó. Hồng Linh có ở đây không? Đây nè. Ở đây náo nhiệt thật. Đến đây đi. Vị này chính là vợ chưa cưới của Hồng Linh. Chúng tôi tới kỷ viện đó. Không phải, nơi đó. Chỉ vì muốn tìm cô ta. Là cô ta. Thật hay giả đây? Tôi quên giới thiệu với mọi người. Chào mọi người, tôi tên là Trần Thải Tuyền. Lần đầu tiên gặp mặt. Không có gì tặng cho mọi người. Chỉ đem tới cho mọi người một số đặc sản của Thiên Tân. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Hồng Linh, anh có vợ chưa cưới thật sao? Sao lúc trước không thấy anh nhắc tới vậy? Sao anh ta có thể nhớ tôi chứ? Tôi ở đây đợi anh ta đằng đẵng 3 năm rồi. Hồng Linh à, chúng mình không dễ gì gặp mặt. Chắc là mọi người sẽ không làm gì chúng tôi tâm sự chứ? Không đâu, tuyệt đối không. Vậy chúng ta đi thôi. Đi thôi. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Tạm biệt anh. Em thấy rồi đó. Anh đã nói là hiểu lầm mà. Lần này may cho anh đó. Không ngờ cái cậu Phạm Hồng Linh này lại giấu người đẹp trong nhà chứ. Thì đó, anh Hồng Linh hay thật đó. Với lại, vợ chưa cưới này xuất thân không tệ chút nào. Ngồi đi. Ngồi. Anh nói với em, em đừng nói chuyện chúng ta trước mặt mọi người nữa. Cái gì? Anh còn chưa muốn thừa nhận sao? Năm xưa là tại em. Này, anh Hồng Linh à. Chị Khải Tuyền, món điểm tâm này rất là ngon. Chúng em chỉ lo ăn thôi, nhưng có để dành cho chị một ít. Cảm ơn. Để đó đi. Để đó đi. Để đây nhé. Cảm ơn chị mang nhiều món ngon cho em. Em muốn hỏi chị một chuyện có được không? Chị với anh Hồng Linh có phải đang hẹn hò không hả? Nè, em đã để đồ lại rồi, còn hỏi việc gì làm gì nữa chứ? Đi ra ngoài đi đi, nói em nghe đi mà. Đi mau đi. Cảm ơn em, chào anh nha. Em phát hiện anh sống vui hơn trước. Em nhìn lầm rồi. Mấy năm nay Khải Tuyền cô nương, thật ngại quá. Lúc nãy thật thất lễ. Không có gì đâu mà. Tôi cố tình đến đây. Xin lỗi cô đó. Hồng Linh à, anh xem, có người vợ chưa cưới đẹp như vậy. Sao lúc trước không nói với chúng tôi một tiếng nào vậy? Anh muốn giấu người đẹp trong nhà sao? Nhưng mà, hai người quen nhau bao lâu rồi? Cô không phải tới xin lỗi sao? Bây giờ chúng tôi nhận lời xin lỗi của cô, cho nên cô đi được rồi. Cô là người từ đâu đến vậy? Đi đi mà. Sao anh không biết dịu dàng chút nào? Mời. Được rồi, hai người trò chuyện tiếp đi. Được rồi, thôi đi. Chúc ngủ ngon. Được rồi. Mọi người đều quan tâm đến anh. Lúc trước anh luôn một thân một mình, cũng không có bạn bè gì. Bây giờ thấy anh như vậy, thật là tốt quá. Anh làm tất cả chỉ vì công việc mà thôi. Không chỉ vì công việc đâu, đúng không? Bây giờ em muốn tâm sự với anh cũng khó khăn vậy à? Nói đi. Em tới tìm anh rốt cuộc để làm gì? Giờ e là không nói được rồi. Ngoài cửa có nhiều người lắm. Đợi chút. Chào anh. Chào. Thôi được rồi, các cậu vào đi. Cũng không phải là bí mật gì đâu.
Tốt quá. Vậy tôi nói nha, ngày mai hội triển lãm Ngọc Tỷ của Ban Bạch Hổ không phải ai cũng được vào, phải xuất trình một lệnh bài. Mà cái lệnh bài này tôi đã có rồi, nhưng chỉ có một cái thì không đủ, cho nên tối nay tôi phải làm phiền tới Hồng Linh rồi. Được thôi. Nè, nè, nghe suốt buổi tối rồi, nghe gì vậy? Hai người họ suốt đêm không nói chuyện. Chẳng lẽ thật sự đang làm lệnh bài sao? Em cũng cảm thấy hơi lạ. Phạm Hồng Linh này đột nhiên lại xuất hiện một người vợ chưa cưới, lại còn biết nhiều chuyện như vậy. Anh này, cô ta không phải nữ lừa gạt chứ? Không đến nỗi. Anh lại cảm thấy vợ chưa cưới này là thật đó. Sao anh lại khẳng định như vậy? Em nghĩ xem, Phạm Hồng Linh không có tâm tư gì hết. Nếu như đột nhiên có người vợ chưa cưới vô duyên vô cớ chạy tới, anh ta sẽ phủ nhận ngay lập tức. Với lại, em nhìn ánh mắt của anh ta, ánh mắt anh ta nhìn cô Khải Tuyền đó, nhìn là biết bất thường rồi. Nói tới cùng, em cảm thấy Khải Tuyền cô nương đó, cô ta nhất định không phải là Hoa Khôi Kỹ Viện. Em luôn cảm thấy cô ta chưa nói thân phận thật cho chúng ta biết. Trời, thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Anh Hà Tiếu này, em khuyên anh nha, ngày mai cái hội gì gì đó, anh đừng có đi nha. Anh nghĩ xem, cái ban hội nhỏ như vậy lại có Ngọc Tỷ truyền ngôi sao? Đúng là không hiện thực chút nào. Em, sao vậy? Bộ lo cho anh hả? Tự cho mình suy tình. Nhưng em yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Anh chỉ đi xem qua, chỉ là trước mắt cũng không có manh mối gì. Vậy thì chúng ta cứ thả câu chờ cá lớn cắn câu. Nhưng mà em không cần đi đâu hết. Tại sao? Bởi vì rất nguy hiểm. Cái gì? Mới nãy anh vừa nói không có nguy hiểm, mà sao giờ lại nguy hiểm chứ? Không phải như vậy. Không phải ý của anh là không nguy hiểm. Chỉ là bởi vì sao? Bởi vì em quá xinh đẹp. Ngày mai là hội họp xã hội đen, toàn là những ông già háo sắc đó, nhất định sẽ nhìn em chằm chằm. Nếu như em có xảy ra chuyện gì, vậy anh phải làm sao đây? Miệng lưỡi ngọt quá đi. Khải Tuyền, nếu như em mệt được dịch, thuyết minh thì về nghỉ ngơi trước đi. Không mệt. Em thích nhìn bộ dạng làm việc của anh. Anh còn nhớ lúc trước anh làm đồ gốm tặng em không? Hai đứa mình đều dính bùn. Em còn nhắc tới chuyện đó làm gì nữa? Sao vậy? Nhắc tới những chuyện đó anh không vui à? Không có gì gọi là vui hay không vui. Những chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi, đối với anh không còn ý nghĩa gì hết. Hồng Linh à, tại sao lúc nào anh cũng chống đối với em vậy? Anh không chống đối em, anh chỉ muốn em hiểu rõ. Em so với mọi người cũng như nhau thôi.
Nhớ lúc trước chân của em bị trúng đạn. Lúc đó anh muốn giúp em sát trùng lấy viên đạn ra. Em sợ đau thà chết không chịu. Cuối cùng anh cho em cắm vào tay của anh, sát trùng dùng em. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, em thấy trên tay của anh có dấu răng rất lớn. Không biết bây giờ có còn không. Đã mất lâu rồi. Vết thẹo trên chân của em vẫn còn. Thôi rồi, làm hư rồi. Phải làm lại từ đầu thôi. Hải Tuyền, em tới đây nhờ anh giúp đỡ hay là tới đây để làm phiền anh vậy? Em có thể im lặng ngồi sang một bên được không? Đâu phải em làm hư đâu. Sao anh lại trách em được chứ? Em chỉ muốn tâm sự với anh một chút thôi mà. Anh xem anh kìa, lúc tức giận trên mặt vàng nếp nhăn. Trần Khải Tuyền, rốt cuộc em muốn làm gì vậy? Làm em đau rồi đó. Em không phải nói rồi sao? Em tới tìm anh giúp đỡ mà. Nên nói là em tới tìm anh để tâm sự, chính vì muốn lợi dụng anh, có phải không? Đây không phải là lợi dụng, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Giúp đỡ lẫn nhau. Anh giúp em, em đền đáp anh như thế nào? Anh muốn em đền đáp anh như thế nào? Trần Khải Tuyền, em vẫn như xưa. Vì nhiệm vụ có thể bất chấp mọi thứ. Anh với em đều làm việc cho đảng. Nhiệm vụ đương nhiên quan trọng hơn. Đúng. Nên em yêu anh, kết hôn với anh. Những điều đó đều vì nhiệm vụ. Anh còn ngây thơ đến nỗi tưởng rằng tất cả đều là sự thật. Vậy em xin nói thật đây, em đã trà trộn vào Thiên Tân lâu rồi. Nắm trong tay tài liệu Ngọc Tỷ đương nhiên nhiều hơn anh. Hiện giờ em không tiện ra mặt nhiều quá. Mục tiêu càng lớn thì nguy hiểm càng nhiều. Nếu như các anh cũng đang tìm Ngọc Tỷ, tại sao không chung sức hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau chứ? Anh là người của quốc gia. Nói rõ ra thì chúng ta mới cùng chung một bọn. Em tìm anh giúp sức đương nhiên không cần cầu xin anh. Em chỉ ra lệnh thôi cũng đủ rồi. Phạm Hồng Linh, tốt nhất anh nên hiểu rõ lập trường của mình đi. Bài vị ban chủ Dương Kim Vinh.
Mạnh Hùng, cậu phải giả bộ hung dữ một chút. Tôi biết rồi. Đi. Lệnh bài. Đợi chút đã. Các cậu thuộc bang nào vậy? Chúng tôi. Chúng tôi chung bang với đám người phía trước. Sao đây? Không phải có lệnh bài đó sao? Lệnh bài này là giả mạo. Muốn gạt tôi sao? Đi đi. Sao? Sao có thể chứ? Hôm nay là ngày đại sự của bang Bạch Hổ, không rảnh kể tội ngươi. Mau đi đi, rõ ràng là có lệnh bài là được vào. Ông mới nhìn một cái mà đã nói là giả mạo. Ông không muốn sống sao? Các huynh đệ tới đây. Cậu nói ai không muốn sống hả?